Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZ Việt Nam. Ở kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đi trả lời cho câu hỏi tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán. Và ở kỳ này, hãy cùng với chúng ta đi đến với danh sách của top 5 công ty chứng khoán tốt nhất dành cho nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường. AZ Việt Nam đánh giá rằng với một nhà đầu tư đang tìm hiểu và chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán thì việc lựa chọn một công ty chứng khoán tốt là một việc có thể nói là tối quan trọng. Vậy thì hãy cùng chúng tôi trả lời cho câu hỏi một công ty chứng khoán tốt thì đáp ứng được những tiêu chí gì? Đầu tiên, AZFIN Việt Nam cho rằng đó là một công ty có thể đáp ứng được cái chi phí giao dịch thấp. Thông thường ở trên thị trường chứng khoán hiện nay, cái mức phí cho mỗi giao dịch hoặc là tổng giá trị giao dịch trong một ngày dao động từ khoảng 0,15 cho đến 0,35%. Và với những nhà đầu tư mới tham gia với số vốn không nhiều, thường thì mọi người không quan tâm đến con số này lắm. Tuy nhiên, nếu xét ở trên góc độ 1 tháng hoặc 1 năm thì 0,15% hay 0,2% trên giá trị giao dịch của mọi người là một con số không nhỏ. Và một công ty mà có cái chi phí mức phí giao dịch ở khoảng mức là 0,15% sẽ rất khác so với một công ty mà có mức phí giao dịch là 0,25%. Đặc điểm thứ hai đó là một công ty chứng khoán tốt sẽ cung cấp mức lãi vay margin thấp. Margin được hiểu là cái khoản tiền mà quý vị và các bạn mượn của công ty chứng khoán để đầu tư chứ không phải là tiền của mình. Vậy thì với một cái mức mà lãi vay margin càng thấp thì cái mức lợi suất mà quý vị và các bạn có thể thu được từ cái khoản đầu tư của chúng ta sẽ càng cao hơn. Và cái thứ ba đó là đội ngũ môi giới chuyên nghiệp. Hẳn nhiên rồi, với một nhà đầu tư mới tham gia chưa có nhiều kiến thức, chưa có nhiều kinh nghiệm thì đội ngũ môi giới chuyên nghiệp và tận tâm với nhà đầu tư sẽ là một yếu tố tối quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Một thực tế ở trong thị trường mà có lẽ đâu đấy rất nhiều nhà đầu tư, kể cả những người mới và những người đã tham gia lâu năm, chúng ta gặp đó là đội ngũ môi giới này nhiều khi không có được sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đặc biệt ở đây chúng tôi không có sự phân biệt đối xử nào đó với các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, những công ty chứng khoán nhỏ và đội ngũ môi giới không chuyên nghiệp thì thường dẫn đến một thực trạng đó là đội ngũ môi giới không có nhiều kiến thức, không có nhiều kinh nghiệm là thứ nhất. Và thứ hai đó là đội ngũ môi giới không quan tâm đến nhà đầu tư và thường chỉ tư vấn cho nhà đầu tư làm sao để giao dịch được càng nhiều thì họ càng có nhiều hoa hồng. Đây là một điểm hết sức quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải lưu tâm khi lựa chọn công ty chứng khoán cũng như là đội ngũ môi giới đi kèm. Điểm thứ tư đó là báo cáo phân tích chất lượng. Những công ty chứng khoán lớn thường có một đội ngũ phân tích hùng hậu, thường xuyên cập nhật và đưa ra những báo cáo phân tích có sự khách quan, có sự chính xác và có giá trị. Vâng, cái quan trọng nhất là giá trị thực tế đối với các nhà đầu tư. Và điểm thứ năm mà các công ty chứng khoán tốt có thể cung cấp tới cho quý vị nhà đầu tư đó là hệ thống giao dịch thân thiện. Hiện nay có một thực tế là sẽ rất ít nhà đầu tư đến sàn giao dịch chứng khoán trực tiếp như cái khung cảnh mà chúng ta vẫn thường thấy đâu đấy khoảng hơn 10 năm trước. Ngày nay các công ty chứng khoán đầu tư rất nhiều cho việc giao dịch online, giao dịch trực tuyến, và một hệ thống giao dịch thân thiện và vẫn đảm bảo được cái tính bảo mật là cái tiêu chuẩn mà chúng tôi đánh giá rất cao đối với các công ty chứng khoán tốt. Trên đây là 5 đặc điểm của một công ty chứng khoán tốt mà AZFIN Việt Nam đưa ra, đặc biệt dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường còn chưa có nhiều trải nghiệm, kiến thức cũng như là kinh nghiệm. Còn tiếp theo, hãy cùng nhau chúng tôi sẽ điểm qua cho quý vị và các bạn top 5 công ty chứng khoán tốt nhất dành cho nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường. Đầu tiên, đó là công ty chứng khoán SSI, được coi là thương hiệu uy tín và chất lượng số 1 tại Việt Nam. Đây là công ty đứng top 1 về thị phần môi giới năm 2019 với 13,96%. Thứ hai đó là công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC, được đánh giá là chất lượng phân tích tư vấn tốt nhất, đứng thứ hai trong thị phần môi giới 10,54%. Thứ ba đó là công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt với mã niêm yết là VCI, được coi là nhà tư vấn bảo lãnh số 1 tại Việt Nam, top 3 thị phần môi giới năm 2019 với 8,19%. Thứ tư đó là công ty cổ phần chứng khoán VN Direct VND, được coi là công ty có công nghệ tốt tiên phong trên thị trường, mang lại sự tiện lợi
và dịch vụ giao dịch tốt với mức chi phí hợp lý, đứng thứ tư với 6,81%. Và thứ năm đó là công ty cổ phần chứng khoán MB, MBS, được đánh giá là có giao dịch thuận tiện, dịch vụ tốt, phí hợp lý, đứng thứ năm trong danh sách này với 4,77%. Danh sách trên được chúng tôi lấy từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với số liệu năm 2019 để đánh giá khách quan về top 5 công ty có thị phần môi giới tốt nhất năm 2019. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những đặc điểm của những công ty chứng khoán có thể coi là tốt nhất thị trường mà chúng ta vừa nêu, để qua đó quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia, có thể lựa chọn cho mình những công ty phù hợp với nhu cầu cũng như là mong muốn đầu tư của quý vị và các bạn. Đầu tiên đó sẽ là SSI, công ty chứng khoán Sài Gòn, được coi là thương hiệu uy tín và chất lượng số 1 tại Việt Nam. Thì với một cái thương hiệu có thể nói là rất là mạnh, được xây dựng qua nhiều năm, SSI còn được ví von là cửa ngõ vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy mà họ sở hữu một lượng lớn nhà đầu tư thuộc nhóm này. Vì thế mà mức phí giao dịch của SSI cũng có thể coi là cao nhất trên thị trường, với mức phí online là khoảng 0,25%, cao hơn mức 0,1% so với mức chung. Nói kỹ hơn một chút thì ở trong nội dung của clip này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến mức phí giao dịch online của các công ty trong top 5, thay vì đề cập cụ thể đến thang bậc cũng như là cách tính phí tương đối là phức tạp. Mà ở đó hiện nay thì chúng ta thường là cái phí giao dịch online, đặc biệt với những nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư mới, là cái loại hình giao dịch có thể nói là phổ biến nhất. Do vậy mà chúng ta sẽ dùng mức phí giao dịch online là cái mức chung, có thể nói là so sánh dễ hơn giữa các công ty chứng khoán. Cái tiếp theo đó là lãi suất margin ở mức khoảng 0,389% một ngày, tương đương đâu đó khoảng 14% một năm, cũng thuộc loại là top cao nhất ở trên thị trường. Đặc điểm thứ ba đó là SSI còn được đánh giá là có đội ngũ môi giới chuyên nghiệp với những cái báo cáo phân tích cũng như là khuyến nghị đầu tư rất là chất lượng. Với đội ngũ của SFI Việt Nam cũng như là bản thân tôi thì cũng coi những cái kênh thông tin của SSI này là một trong số những cái nguồn tham khảo rất là ý nghĩa, rất là quan trọng trong những quyết định đầu tư của mình. Và cái điểm cuối cùng mà AZFIN Việt Nam muốn đưa ra ở đây đó là một điểm lưu ý đối với quý vị và các bạn. Đó là mặc cho những cái ưu điểm rất là lớn, những cái sức mạnh về thương hiệu cũng như là đội ngũ môi giới, đội ngũ phân tích rất là chất lượng, thì SSI đâu đó lại có một điểm yếu, đó là không quá chú trọng đầu tư cho công nghệ cũng như là hệ thống giao dịch. Đây là một trong những điểm rất quan trọng, đặc biệt dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Thứ hai đó là công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC, công ty mà được coi là có chất lượng tư vấn tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Với cái mức phí giao dịch online là khoảng 0,15-0,2% tổng giá trị giao dịch trên ngày. Cái mức này đâu đó có thể nói là cái mức trung bình của thị trường, không được coi là rẻ nhưng mà cũng không quá đắt. Với cái lãi suất margin là khoảng 0,04%, tương đương là 14,6%. Các bạn có thể thấy đó là còn cao hơn cả SSI nữa. Và đâu đó có thể coi HSC là công ty có cái lãi suất margin là cao nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một điểm mà các nhà đầu tư mới nên cần đặc biệt lưu ý. Và HSC, vâng, như cái nội dung mà chúng tôi có bôi đỏ ở trên đó là họ sở hữu một đội ngũ môi giới cùng hệ thống báo cáo phân tích tốt nhất Việt Nam hiện nay. Và cái hệ thống giao dịch được đánh giá là hiện đại nhưng lại không quá nổi bật so với mức trung bình chung toàn thị trường. Và công ty thứ ba mà chúng tôi nêu ở phần này đó là chứng khoán Bản Việt VCI. Họ cực kỳ nổi tiếng, được coi là nhà tư vấn bảo lãnh phát hành số 1 tại Việt Nam đối với các công ty muốn niêm yết trên sàn chứng khoán. Mức phí giao dịch chung là 0,15-0,35% giá trị giao dịch. Ở đây quý vị và các bạn có thể tham khảo theo dõi chi tiết cái mức phí giao dịch của Bản Việt, và rất khó có thể làm rõ ra là mức phí giao dịch online là bao nhiêu phần trăm như những công ty khác. Mức lãi suất margin là 0,342% một ngày, tương đương 12,48% một năm. Mức này là tốt nhất trong top 5 công ty chứng khoán mà chúng tôi nêu ở trong clip này. Đội ngũ nhân sự và chuyên nghiệp và đặc biệt nổi tiếng trong giới chứng khoán, vâng, về dịch vụ bảo lãnh phát hành dành cho các công ty đã và đang có cái mong muốn là sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán, thì VCI là một công ty mà không thể bỏ qua trong cái danh sách những nhà cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành mà quý vị và các bạn cần được biết đến. Chứng khoán Bản Việt thì cũng có những cái báo cáo phân tích cũng như khuyến nghị đầu tư hết sức là chất lượng,
Mà ở đó thì AJP Việt Nam cũng tìm thấy khá là nhiều những thông tin hữu ích trong cái quá trình mà ra quyết định đầu tư của mình trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên thì hệ thống giao dịch trực tuyến của Bản Việt thì có thể nói là không được nổi trội trên thị trường cho lắm. Công ty thứ tư đó là công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, VND, được coi là một công ty tiên phong về công nghệ, tiện lợi, dịch vụ giao dịch tốt và chi phí hợp lý. Đâu đó với mức 0,15% giao dịch online thì VN Direct được coi là có mức phí thuộc top là hấp dẫn nhất trên thị trường. Lãi suất margin thì không quá hấp dẫn, 0,375% một ngày, tương đương đâu đấy khoảng 13,69% một năm. Đây là cái mức mà trung bình chung của thị trường thôi. Tiếp theo đó thì công ty này được biết đến là công ty có một cái hệ thống chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng rất tốt đối với đội ngũ môi giới, am hiểu thị trường và tương đối là tận tâm với khách hàng. Báo cáo phân tích thì cũng được VND cập nhật hàng ngày và có chất lượng khá tốt. Và cái điểm đặc biệt, cái điểm mà chúng tôi đã bôi đỏ trước đó mà muốn làm rõ hơn với quý vị và các bạn đó là VN Direct thì có cái sự đầu tư rất mạnh mẽ cho công nghệ và hệ thống giao dịch của họ có thể nói là thuận tiện nhất, dễ theo dõi nhất với nhiều tính năng hữu ích nhưng vẫn bảo mật rất là cao. Và với đội ngũ của AJP Việt Nam cũng như là cá nhân tôi thì đã sử dụng cái bảng giá chứng khoán của VN Direct cho cái việc đầu tư của mình đâu đấy trong vòng khoảng 5 đến 6 năm nay và cực kỳ hài lòng. Càng ngày nó càng được cải thiện rất ở một cái mức có thể nói là khác hẳn so với phần lớn các công ty khác trên thị trường. Công ty cuối cùng ở đây đó là công ty cổ phần chứng khoán MB, chứng khoán quân đội, với tiền thân là chứng khoán Thăng Long TLS, được đánh giá là giao dịch thuận tiện, dịch vụ tốt và chi phí hợp lý. Mức phí giao dịch online của họ đâu đó khoảng 0,15 cho đến 0,3% tổng giá trị giao dịch trên ngày. Tuy nhiên quý vị cần phải lưu ý một điểm rất đặc biệt đó là cái mức 0,15% ở đây chỉ áp dụng với giao dịch tổng giao dịch trên ngày đó là tối thiểu 1 tỷ đồng. Do đó mà với những cái nhà đầu tư mới của chúng ta ít vốn và chúng ta ít giao dịch thì cái mức phí 0,2 đến 0,3% sẽ là cái mức phí chủ yếu dành cho các bạn. Và khi so sánh với cái mức 0,15% trước đó của VND thì cái mức phí như thế này là sao ạ? Là rất là cao. Do đó quý vị và các bạn cần phải đặc biệt lưu ý với cái điểm này. Về lãi suất margin thì cũng là ở mức 0,0375% một ngày, tương đương với khoảng 13,69% một năm. Cái mức này thì cũng tương đương với VN Direct trước đó. MBS thì cũng sở hữu một đội ngũ môi giới có thể nói là chất lượng và am hiểu thị trường Việt Nam. Báo cáo phân tích thì cũng được cập nhật khuyến nghị thường xuyên. Bản thân tôi thì đã mở tài khoản tại chứng khoán Thăng Long và đâu đó khoảng năm 2011. Hiện nay khi đã chuyển sang là chứng khoán quân đội MBS thì hàng ngày vẫn nhận được những bản tin, những cái thông tin khuyến nghị hết sức là chất lượng của MB. Và hệ thống giao dịch của họ thì có thể nói là tương đối là khoa học và bảo mật cao. Tuy nhiên về mặt cá nhân tôi thì tôi vẫn đánh giá là hệ thống của VND cao hơn của MB một chút. Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi điểm qua 5 cái đặc điểm chính mà một công ty chứng khoán tốt sẽ cung cấp cho các quý vị nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Cùng với đó là những đặc điểm cơ bản của 5 công ty chứng khoán tốt nhất có thị phần môi giới cao nhất tại Việt Nam năm 2019. Và ở phần tiếp theo vào 21 giờ ngày thứ 6, 22 tháng 5 thì chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một chủ đề đó là hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán dành cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Và để có được những clip hấp dẫn, những nội dung chia sẻ có ý nghĩa tiếp theo cùng với AJP Việt Nam thì quý vị và các bạn hãy subscribe và comment cùng AJP chúng tôi nhé. Chào thân ái và quyết thắng!